Wow, cả nhà mình thấy gì chưa mọi người ơi? Đây là một cái chén chè mà em vừa mới nấu xong luôn cả nhà, nhìn nó hấp dẫn vô cùng luôn đúng không? Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái chè tiết yến dưỡng nhan ở bên em ha. Đó, giới thiệu cho mọi người về một cái chè tiết yến dưỡng nhan. Chúng ta sẽ nấu ra được cho em tới tận 30 chén chè tương tự giống như này giùm em cả nhà của mình ha. Thì một cái set chè tiết yến dưỡng nhan bên em là 500 g. Và ngày hôm nay em sẽ tặng cho mọi người với giá cực kỳ hời, đó là 79k dùm em một set 500 g gồm 14 nguyên liệu nha. Và mời cả nhà của mình đến với 14 nguyên liệu của set này giúp em. Đầu tiên á là cả nhà mình sẽ được cho em hai bịch táo trái luôn. Wow, em cho mọi người táo hơi bị nhiều luôn, được hai bịch cho em. Và cả nhà để ý nè, cái táo em cho mọi người trái nào trái nấy rất là to nha. Đó, nó sẽ bổ sung khí huyết này kia cho mọi người. Nguyên liệu thứ hai đó chính là một cái bông nấm tuyết lớn. Cả nhà mình để ý nha, khi mà em bóp vào nè mọi người, mình thấy không, nó rất là cứng cả nhà của mình nha. Và bên em không sử dụng hàng vụn. Nhiều nơi á, thì người ta sử dụng cho mọi người cái nấm tuyết này nè là hàng vụn, nhưng mà riêng đối với bếp Cá Quân là lúc nào cũng sử dụng hàng bông hết trơn á, để cho khi mà cả nhà mình nấu ra cho em á là mọi người sẽ được nguyên một cái mảng to như này cho em luôn nè các bạn. Đó là mọi người sẽ được nguyên một cái mảng to như này cho em. Mình ăn á, mình sẽ cảm nhận được cái vị của cái nấm tuyết cho em, nó sẽ sực sực giòn giòn rất là ngon nha. Nguyên liệu thứ ba cho mọi người đó chính là hạt chia. Cái này nó sẽ bổ sung chất xơ giùm cho em nha. Tiếp tục cho mọi người đó chính là hạt sen khô. Thì cái hạt sen khô này bên em sẽ có cái cách hầm riêng cho mọi người để giúp cho cái hạt sen nó có thể là nhanh mềm hơn giúp em cả nhà của mình ha. Tiếp tục một cái nguyên liệu rất là đặc biệt luôn ở bên bếp Cá Quân, đó chính là tiết yến. Cả nhà để ý nè, ở nhiều nơi á, nhiều shop người ta cho mọi người nha, những cái set mà người ta bán cho mọi người tầm ở chừng 45-50k gì đó, thì mọi người để ý không, tiết yến người ta cho mọi người tầm có chừng là 2 cục 3 cục thôi, mình ăn không có đã tí nào hết trơn á. Nhưng mà riêng đối với một cái set 79k bên em cho mọi người nè, nguyên một bịch tiết yến quá trời lớn luôn cả nhà. Và đối với một bịch tiết yến lớn như này thì cả nhà mình phải ngâm giúp em là từ 2 lít nước trở lên thì tiết yến nó mới có thể nở hết cho em được cả nhà của mình nhé. Tiếp tục cho mọi người đó chính là lệ đào. Đó, hôm nay thì em sẽ sử dụng cho mọi người là lệ đào nha. Lệ đào này á, thì nó sẽ sạch hơn nhiều so với cái nhựa đào, và đặc biệt là nó sẽ bổ sung collagen tự nhiên vào cho cơ thể của mọi người mình nha. Một bịch táo khoanh lớn. Tóm lại là ngày hôm nay em biết cho mọi người nguyên liệu nào cũng nhiều hết trơn á cả nhà của mình ơi. Rồi đây, đây chính là kỹ tử của bên em nè. Cái kỹ tử của bên em mọi người mình để ý, nó rời rạc nha mọi người. Nó khô, nó rời rạc và nó đỏ đều từng trái như này cho em luôn. Nó không phải là những cái loại mà ướt ướt này kia, mà đen đen này kia mà người ta hay thường dùng cho mọi người đâu nha. Hôm nay là bếp Cá Quân sử dụng cho mọi người toàn là hàng xịn không luôn cả nhà ơi. Dạ rồi, một phần bồ mễ cho cả nhà của mình nữa đây. Và đặc biệt nữa, đó là bên em thì sẽ sử dụng cho mọi người thêm một cái nguyên liệu, đó chính là nho khô. Đây em cho mọi người xem kỹ nha, nho khô. Bên mình không sử dụng lá dứa sấy khô cả nhà mình nhé. Tại vì lá dứa sấy khô á thì sau khi mà sấy khô là hầu như nó hoàn toàn bị mất mùi, mất vị luôn. Nó sẽ không còn động lại một cái mùi vị gì hết. Nên là bên em sẽ sử dụng nho khô nè. Ăn nó sẽ có cái vị chua chua, ngọt ngọt, nó sẽ kích thích cái vị giác của mọi người. Nó sẽ rất là thú vị cả nhà của mình nha. Đây chính là cái đông trùng hạ thảo. Thì cái đông trùng hạ thảo này là một trong những nguyên liệu mà nó sẽ gọi là hỗ trợ cho cái giấc ngủ của mọi người nó trở nên ngon giấc hơn cho em cả nhà của mình nhé. Rồi tiếp tục cho mọi người đây. Đây chính là cái nguyên liệu long nhãn. Thì cái long nhãn này cho mấy bà nè, mấy bà nhìn giùm em nha. Long nhãn nhìn nó dày thôi chứ đến lúc mà mình ngâm ra đó cả nhà, nó nở ra cái hạt của nó to như này giùm em nè. Cả nhà quan sát giúp em khi mà em nấu ra cho mọi người đó. Đó, cái long nhãn của nó ha, nó sẽ to như này cho em. Và khi mà mình ăn á là nó sẽ có cái vị sực sực và giòn giòn, chứ nó không phải kiểu giống như là mềm nhũn, giống như là những cái loại sâm bổ lượng mà cả nhà mình hay ăn ở bên ngoài đâu mọi người mình nha. Đây tiếp tục cho mọi người đó chính là hoa mộc. Thì hiện tại hoa mộc á nó sẽ khác so với những cái set chè tiết yến dưỡng nhan lúc trước của bếp Tấu Quân. Là lúc trước bếp Tấu Quân chỉ sử dụng cho mọi người 13 nguyên liệu, nhưng mà riêng đối với hôm nay thì em lên cho mọi người tới 14 nguyên liệu. Đó chính là có thêm một cái hoa mộc như này giùm em. Thì cái hoa mộc này á mọi người, giá nó cực kỳ đắt cả nhà. Nó rất là đắt luôn mấy bạn ơi, 2 triệu cho đến 4 triệu cho em một ký. Thì em mix cho mọi người vào trong này, cái hoa mộc này nó sẽ có tác dụng nè. Thứ nhất là nó sẽ làm cho cả nhà của mình mềm mượt tóc hơn cho em nè. Rồi nó sẽ hỗ trợ về cái làn da cũng như là đau nhức xương khớp này cho mấy bạn nữa nha. Và nguyên liệu cuối cùng cho mọi người đó chính là một túi đường vàng kim cương. Bên em không có sử dụng đường bi cả nhà của mình nhé. Sử dụng đường kim cương cho mọi người như này giúp em. Một cái set 500g như này á là mọi người sẽ nấu ra được cho em là tới tận 30 chén chè.
Và 30 chén chè này cả nhà mình có thể để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Mình ăn dần cho em trong khoảng thời gian là từ 5 ngày cho đến 7 ngày giùm em mọi người ha. Đó, được chưa? Thì hôm nay em cũng sẽ cho mọi người xem luôn. Lúc trước Bách Táo Quân thì sử dụng cho mọi người là một cái set chè nó sẽ có logo như này giùm em. Nhưng mà tại vì dạo này á thì có rất là nhiều shop người ta giả mạo Bách Táo Quân á, cả nhà thì cũng khổ dữ lắm mấy bà ơi. Đó, nên là bên em phải buộc lòng phải lên nâng cấp cho mọi người thêm một cái phiên bản mới. Thì em sẽ sử dụng cho mọi người bằng một cái logo như này, khác hẳn hoàn toàn mọi người nha. Thì khi mà cả nhà mình để ý, lúc mà mình nhận hàng mình nhớ để ý kỹ giúp em, đây là phiên bản mới bên group Bách Táo Quân. Thì trên cái tờ này cho mọi người đầu tiên á là sẽ có cho mọi người đầy đủ các nguyên liệu luôn. Và ở mặt sau á thì mọi người sẽ thấy nè, nó sẽ có cái cách cho cả nhà mình nấu chè. Thì nếu như mà những anh chị nhà mình mua về cho em mà mình không có biết cách nấu chè thì mình xem vào trong này cho em nha. Em có ghi ra rõ ràng cho mọi người từng bước luôn. Và sẽ có số điện thoại hotline. Nếu như mà mọi người gặp bất kỳ một cái vấn đề gì về đơn hàng, cứ việc liên hệ qua số điện thoại hotline như này giùm em. Có logo của Bếp Táo Quân như này cho em nha. Đây chính là cái phiên bản mới ở bên Bếp Táo Quân. Thì khi cả nhà mình nhận hàng nhớ kiểm tra cho em thật là kỹ càng giúp em mọi người mình nhé. Một cái set 500g này chúng ta nấu ra được cho em là tới tận 30 chén chè cả nhà ơi. Rồi bây giờ là tới một cái giây phút rất là đặc biệt luôn mấy bạn. À, bây giờ là chắc phải mời cả nhà của mình dùng chè với em. Tóm lại là hồi nãy giờ nói với mọi người vậy thôi chứ ăn thấy cái chén chè là thèm dữ lắm rồi, chắc là phải ăn trước xong rồi mình nói nữa nha cả nhà của mình ha. Rồi mời cả nhà của mình đây. Đó, mời mọi người dùng chè cùng với em nha mọi người nha. Tuyệt vời cả nhà ơi. Cái trái long nhãn của nó mọi người nhìn cho em nè. Trời ơi, nó no như này cho em nuốt, cả nhà mình ăn nó có cái vị sực sực cho em ngon lắm nha. Và đặc biệt á, cái nước của nó thanh mát cơ thể của mình cực kỳ luôn cả nhà ơi. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ lên cho mọi người thêm một cái set lớn nữa cho em. Mọi người nghĩ á, là bên em chỉ có một cái set 500g thôi đúng không? Nhưng mà bên em vẫn còn thêm một cái set lớn cho mọi người nữa, là tới tận 650g cho em. Và cái set lớn này á thì nó sẽ phù hợp cho những anh chị nào mà mình muốn nấu đám, nấu tiệc này kia cho em nè. Đó, hoặc là mình muốn ăn thường ngày nhưng mà mình có thể chia ra làm 3, làm 4 này kia mình nấu cho em. Thì mọi người sẽ lấy cho em là một cái set 650g. Và nhớ nha cả nhà ơi, mặc dù 650g nhưng mà em vẫn sẽ tặng thêm cho mọi người 20g nữa, là sẽ được cho em là tới tận 670g. Thì một cái set này cho mọi người á sẽ nấu ra được cho em là tới tận 80 chén chè. Nó cũng là 14 nguyên liệu luôn quý vị ơi. Rồi bây giờ nha, em sẽ cho mọi người biết tại sao cũng là 14 nguyên liệu giống như cái set 500g lúc nãy, nhưng mà mình lại nấu ra được cho em là tới tận gấp 3 lần cho em lận mọi người ha. Đầu tiên mọi người quan sát giúp em, cả nhà mình sẽ được cho em là tới tận 3 bịch táo trái như này cho em. Đó, mọi người được cho em 3 bịch luôn cả nhà của mình nha. Và táo bên em nói không phải nói chứ em mít cho mọi người xịn sò ghê luôn cả nhà. Trái nào trái nấy chất lượng, hơi bị đỉnh luôn cả nhà ơi, nó quá to cho mọi người nha. Được 3 bịch như này giúp em nè. Nguyên liệu thứ hai cho mọi người đó chính là cái lệ đào. Đó, được chưa? Thì đa phần những cái nguyên liệu này nó đều giống nhau cho mọi người hết, nên là em sẽ không có nói kỹ nha mọi người ha. Rồi, cả nhà tiếp tục cho mọi người đó chính là bồ mễ. Trong một cái set 650g này hầu như em đều sẽ mix cho mọi người là sẽ được tất cả những nguyên liệu đều sẽ được gấp đôi hoặc là gấp ba so với cái set 500g. Và đặc biệt nữa đó chính là cái phần tiết yến. Đây, cái tiết yến này mới là hấp dẫn nè mấy bà ơi. Rồi, cả nhà quan sát giùm em. Em sẽ cho mọi người là được 3 bịch tiết yến như này giùm em. Cái set lúc nãy cho mọi người chỉ có một bịch cho em duy nhất thôi. Thì cái nhà mình dùng cho em là 2 lít nước để ngâm nó đúng không? Còn cái set này em sẽ cho mọi người là tới 3 bịch tuyết yến lần. Nên là bắt buộc cả nhà mình phải dùng cho em là tới tận 6 lít nước hoặc là trên 6 lít nước để ngâm ra cho em nha. Còn nếu như mà cả nhà mình ngâm á, mà mấy bà ngâm mà mấy bà mình cảm thấy là giống như là tuyết yến nó vẫn còn đóng cục, là cứ đổ nước vào giùm em. Mình ngâm cho em phải nhiều nước cho em nha, nó mới nở hết được cái tuyết yến, chứ để ít nước quá là nó bị minh nín đó nha mọi người nha. Rồi, đây chính là cái nguyên liệu kế tiếp nè, kỹ tử cho em. Đỏ tươi và đỏ đều từng trái như này cho em luôn, không có bị ướt chút nào luôn á cả nhà ơi. Mà nó cũng không có bị đen đen giống như là những cái shop khác, những cái nơi khác người ta bán cho mọi người đâu cả nhà của mình ha. Một phần táo khoanh cho các bạn nè. Rồi tiếp tục cho em đó chính là một cái bịch hạt sen khô. Hạt sen khô này cho mọi người á thì bên em sẽ có cái cách hầm riêng, an tâm cả nhà của mình nha. Dạ rồi, một cái bông nấm tuyết cực kỳ lớn luôn. Set nào cũng sử dụng bông tuyết hết trơn á, không có sử dụng cho mọi người hàng vụn đâu, cả nhà mình an tâm giùm em mọi người nha. Hạt chia đây, bổ sung chất xơ cho cả nhà của mình nè. Rồi, một cái phần đông trùng hạ thảo như này giúp cho em nữa nha.
Đây 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 đây, cái long nhãn nè, trời ơi. Long nhãn em biết cho mọi người sao? Nó được gấp đôi, gấp ba so với cái size đại, size 500g lúc nãy luôn cả nhà của mình ha. Rồi, ba nguyên liệu cuối cùng cho mọi người đó chính là cái nho khô. Thì nhớ giúp em là bên em không sử dụng lá dứa sấy khô cả nhà nha. Sử dụng nho khô cho mọi người ăn có vị chua ngọt cho em. Ngon hơn nhiều mấy bạn ơi. Đây chính là cái hoa mộc cho cả nhà của mình nè. Và nguyên liệu cuối cùng cho mọi người chính là một cái túi đường phèn kim cương như này giúp em nha. Một cái set 650g này bảo đảm với cả nhà luôn là mọi người sẽ nấu ra được cho em là tới 80 chén chè. Đó, khi mà cả nhà mình có đám có tiệc này kia, chỉ cần mua cho em đúng một set như này cho em thôi là có thể đãi được hết nguyên một cái bữa tiệc luôn rồi cả nhà của mình. Hoặc là thậm chí nó sẽ tốt so với những cái anh chị nào mà mình muốn có siêu lợi nhuận cho em. Mình nấu bán này kia có siêu lợi nhuận đó mọi người, là nên lấy giùm em hết mấy cái set mà 650g. Và hiện tại giá của nó chỉ có 119 cành cho em một set 650g như thế này cho em thôi. Tặng thêm 20g nữa cho mọi người là thành 670g giùm em cả nhà nha. Và nhớ giúp em là ngày hôm nay Bếp Táo Quân đã lên cho mọi người cái phiên bản mới rồi. Tất cả mọi thứ đều là phiên bản mới luôn. Từ logo cho đến là hở bao bì này kia đều là phiên bản mới. Nên là khi mà cả nhà mình nhận hàng, mọi người mình nhớ chú ý giúp em nha. Nhận xem hàng kỹ càng sau đó mới nhận giùm em cả nhà của mình nha. Và hiện tại á mọi người ơi, nếu như cả nhà của mình đặt hàng trong hôm nay giùm em, mọi người sẽ rất là có lợi. Tại sao mấy bạn mình biết không? Thứ nhất, khi mọi người mua một set này cho em sẽ tặng cho mọi người thêm 20g nữa. Thứ hai, khi cả nhà mình mua cho em từ 5 set, em sẽ hỗ trợ tặng thêm cho một set cho cả nhà của mình nữa nha. Và không chỉ ngoài hai cái set chè tiết yến dưỡng nhan này không đâu, bên em còn có lên cho mọi người những cái set trà sữa cho mọi người này kia nữa, để cả nhà của mình gọi là mình có thể nấu vào những dịp giống như là buổi trưa này kia, hoặc là đem theo đi học này kia cho em nữa cả nhà của mình ha. Thì trà sữa bên em đang có cho mọi người là tới 7 vị cơ bản giúp em. Đầu tiên mọi người sẽ có là thái xanh nè, thái đỏ nè, rồi mọi người sẽ có trân châu đường đen truyền thống nè, phúc long kèm với sô-cô-la và khoai môn cho em. Đó là 7 vị cơ bản. Ngoài ra chúng ta sẽ còn sẽ có thêm một set nữa, đó chính là sâm bổ lượng. Thì nếu như bạn nào mình có muốn mua những cái set đó thì cả nhà của mình nhớ inbox liên hệ về cho shop, shop sẽ tư vấn cho cả nhà của mình nha. Dạ rồi cả nhà ơi, bây giờ cả nhà của mình nhanh tay đặt hàng cho Bếp Táo Quân ngay nhé.